Xin chào đến tất cả cô chú anh chị và các bạn, nhân dịp mừng Giáng sinh và đón chào năm mới, anh xin chúc đến tất cả cô chú anh chị và các bạn có một mùa Noel, một mùa Giáng sinh thật là an lành, hạnh phúc và được nhiều hồng ân của Thiên Chúa. Và Sài Gòn bây giờ là 6 giờ ngày 23 tháng 12 năm 2020, và chúng ta đang có mặt ở đây là giao lộ Trần Hưng Đạo với lại Trần Bình Trọng. Thẳng hướng camera đó chính là con đường Trần Hưng Đạo đi về chợ lớn, ngày xưa là khu vực đường Đồng Khánh đó, và đoạn này là Trần Hưng Đạo, và bên cánh phải của anh chị và các bạn đó là khu mộ của ông Trương Vĩnh Ký, Bê Trích Ký. Khu này rất là lớn, và chiều hôm nay thì chúng ta thấy một cái bầu trời xám xịt và kèm theo những cơn mưa. Sài Gòn hôm nay mưa rất là lớn, mưa từ lúc 1 giờ mấy, 2 giờ cho tới bây giờ là 6 giờ mới vừa dứt cơn mưa xong. Em định chiều hôm nay thì em định đi về, đi lang thang ở nhà thờ Cầu Kho, nhưng mà tại vì mưa bất chợt, có khi lại mưa, khi lại ngừng, nên không biết khi nào mưa nữa, nên thành ra sẵn đây dẫn anh chị và các bạn chúng ta cùng đi dạo một vòng ở khu vực Cầu Kho, rồi mình sẽ nhìn ngắm lại hình ảnh của nhà thờ cũng như cập nhật không khí Noel ở nhà thờ Cầu Kho ha. Tiếng xe cấp cứu, tiếng xe rất là não nề. Và mình đi thẳng thì sẽ đến giao lộ Nguyễn Biểu, rồi Nguyễn Văn Cừ, rồi đến Nguyễn Cảnh Chân, rồi đến Trần Đình Xu, cũng như là Phát Diệm ngày xưa. Và trước mặt anh chị đó là giao lộ Trần Hưng Đạo với lại Nguyễn Biểu. Bên cánh trái thì chúng ta sẽ đi về trường Bác Ái, cũng như là trường Đại học Sài Gòn ngày nay. Ở đây thì có một cái trạm xăng dầu Petrolimex. Và nếu mình đi hướng bên phải thì sẽ đi về cầu Chữ Y, và nơi đó cũng có cái comment của cô chú anh chị muốn nhìn lại số 81 Nguyễn Biểu. Thì lúc trưa nay thì em định đi dạo lòng vòng rồi, nhưng mà tiếc cái là trời mưa, với lại hôm nay cũng công ty cũng có việc nên là trưa nay cũng hơi lu bu, vì hôm nay bạn Quân về quê nên thành ra không có thông thả cùng anh chị được. Và đây là khu vực rạp lot A, lot B, và sau này là rạp Monaco nè. Và ngày nay thì để trống luôn, đóng cửa rất là lâu năm ở đây rồi. Phía sau rạp này là khu vực nhà đèn chợ quán. Và ngày nay là đang chuẩn bị xây là một cái building rất là lớn của tập đoàn Novaland. Và ngày nay chỉ còn lại cái nhà điều hành của cái trạm nhà đèn ngày xưa thôi. Và khu vực này là khu năng si. Nhắc tới khu năng si thì lại có nhiều comment của cô chú anh chị ở trong hẻm số 18 Phan Văn Trị, trong đó có chú Hiển. Không biết chú Hiển có xem video clip này hay không ha. Bữa giờ nói chung là dự định buổi trưa đi rất là nhiều chỗ, nhưng mà vẫn chưa đi được, vẫn chưa thực hiện được nhiều cái clip mà cô chú anh chị yêu cầu. Thì hẹn anh chị trong video clip kỳ sau nha. Khi mà trời mưa thì ở Sài Gòn nói chung đường xá nó đọng nước rồi, người chạy trước thì văng nước búng lên người chạy sau. Và bên cánh phải anh chị và các bạn có những cái hẻm đi vào khu xóm hẻm cây mít, hẻm chùa Phật Ấn. Và khu vực này có một khách sạn cũng 3 sao, nhưng mà ngày nay do dịch bệnh thì cũng có đổi tên thành chủ khác luôn rồi.
hôm trước là Universe, nhưng bây giờ là Sunshine Hotel. Đó, cái biển hiệu màu xanh xanh này. Và ngày nay dịch bệnh thành ra có rất là nhiều cái nhà hàng, khách sạn phải đóng cửa hoặc là nghỉ luôn, rất là khó khăn. Và Sài Gòn bây giờ rất là nhiều sương mù rồi, các anh thấy sương mù ở đây là có thể là bụi mịn, không khí ô nhiễm. Và dạo này Sài Gòn rất là mát mẻ, không khí rất là dễ chịu, khoảng 26-25 độ, tối thì 24 độ thôi. Bữa nay thì cho trời mưa nên là em dẫn anh chị và các bạn chúng ta cùng đi ngắm lòng vòng Sài Gòn, lòng vòng khu xóm, đường xá, xe cộ. Đây bên đây là hẻm 286, đi thẳng ra Nguyễn Trãi. Hôm nay mặc dù trời mưa với lại buổi tối, nhưng mà chúng ta thấy những hình ảnh này nó rất là, nói sao ta, rất là đẹp. Nhìn những ánh đèn vàng vàng, rồi ở dưới đường nó dạ những cái ánh đèn sắc màu nó hiện lên, nhìn thấy rất là đẹp ha, khung cảnh những ánh đèn này. Nói chung năm nay có rất là nhiều gia đình, rất là nhiều người chưa có kịp đoàn viên với gia đình trong cái mùa Noel này cũng như mùa Tết này. Thì hy vọng những hình ảnh này cũng gửi đến cô chú bác anh chị và các bạn, để chúng ta có vài thông tin ở Sài Gòn. Thì mình mặc dù không có về quê nhưng mà mình vẫn cập nhật được những hình ảnh này xem cho đỡ buồn. Còn các anh chị ở các tỉnh khác thì mình cũng biết được cái khu vực cầu kho ngày hôm nay như thế nào ha. Và chắc lẽ mùa Giáng sinh này là một cái mùa rất là buồn, tại vì không có được thoải mái, rồi những cái dịch vụ, những cái cuộc vui chơi cũng không có được trọn vẹn. Và đây là hẻm số 4. Chút xíu nữa mình sẽ đi ngang nhà thờ xong rồi để nhìn thấy như là ảnh nhà thờ cầu kho, rồi để coi không khí ở đây như thế nào, rồi mình sẽ vòng vô cái hẻm số 4 đi đi ra đây lại ha. Hôm nay nhân lúc chưa có mưa. Ê, mưa phùn nữa rồi, hiện tại là đang mưa phùn nữa nè. Đó, mưa lớn rồi, trời ơi, kiếm chỗ trú mưa thôi. Đứng ngay số nhà số 359. Đó, và ngoài đường đang mưa nè, trời mưa hoài chán ghê. Đó, những cơn mưa bất chợt ở Sài Gòn. Hôm nay khung cảnh mình nhìn thấy nó mờ mờ ảo ảo, nhìn thấy rất là đẹp ha. Ở ngoài đường ai cũng mặc áo mưa nè. Tiếc là hôm nay em cầm cái camera này nó không có chống mưa, nên thành ra bây giờ phải đục mưa. Sẵn đây mình ngắm hình ảnh của Sài Gòn mưa luôn. Một cái mùa Noel không có trọn vẹn và một cái clip cũng không có trọn vẹn. Nó chỉ là những hình ảnh lòng vòng khu cầu kho đó, gửi anh chị.
và mưa cũng bớt rồi, rồi chúng ta tiếp tục. Mưa hôm nay những cơn mưa ở Sài Gòn làm chúng ta nhớ lại những cái hình ảnh về Sài Gòn một thời. Đó, bên kia là trường Cầu Kho ngày xưa và ngày nay là trường Trần Hưng Đạo, một ngôi trường cũng rất là xưa, xưa cổ ở vùng đất Cầu Kho này. Cổng chính của trường ngày xưa là nằm bên mặt đường Phát Diệm cũng như là Trần Đình Xu, nhưng mà ngày nay thì do đổi tên thành trường Trần Hưng Đạo nên được đổi cái cổng bên mặt đường Trần Hưng Đạo luôn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ quẹo phải đi vào con đường Trần Đình Xu cũng như là Phát Diệm ngày xưa. Mình sẽ bắt đầu từ đây, từ nhà của chú Tài, một cái building rất là lớn. Mình sẽ đi ngang nhà thờ để xem hình ảnh của nhà thờ ngày hôm nay trong mùa Noel này như thế nào ha. Mình thấy những cơn mưa phùn. Bây giờ thì chưa có kẹt xe, xíu nữa thì mới kẹt xe nè. Tại vì bây giờ ai cũng đang đợi hết mưa, tạnh mưa hẳn rồi mới về đó. Nên mình tranh thủ để hồi kẹt xe nữa rất là lâu. Ở đây còn có một trong những căn nhà rất là xưa ở Cầu Kho, đó là số nhà số 84 nè. Một cái nhà kiểu mái lợp bốn mặt, nhà kiểu ba gian, không phải kiểu ba gian nhưng mà nói chung là rất là rộng, không có lầu. Con đường Cầu Kho này, con đường Trần Đình Xu cũng như Phát Diệm ngày xưa này thì thông qua con đường này thì em quen rất nhiều cô chú anh chị và có rất là nhiều cái comment của anh chị ở trong cái khu vực Cầu Kho này, nhưng mà em vẫn chưa có thời gian thực hiện kịp. Mong anh chị và các bạn thông cảm ha. Em sẽ cố gắng sắp xếp trong thời gian tới và nhân đây em cũng xin chúc đến anh chị một mùa Noel thật là an lành, hạnh phúc và năm mới an khang thịnh vượng. Ngay khu vực trước cửa bên hông nhà thờ hôm trước có cô bán mía đó. Đó, và ngày nay thì ở đây xây nhà lại rồi nè. Không biết ngày xưa ở đây là như thế nào. Rồi, chúng ta đi tới tí là nhà thờ Cầu Kho. Đó, mặt bên phải là cũng là khuôn viên của nhà thờ, nhưng mà có một số nhà dân ở đây, có một dãy nhà dân ở đây và một hình ảnh rất là buồn khi mà trời mưa và các giáo dân cũng đã làm lễ xong rồi, nhà thờ cũng tắt đèn luôn. Mùa Noel này buồn đủ kiểu hết. Nói chung năm nay thì cũng không có trang trí gì hết ha. Những cái ánh đèn lấp lé ở đằng hang đá Đức Mẹ. Không có thấy cái cảnh, không có thấy gì gọi là không khí Noel cả. Rồi chúng ta đi ra ha. Bên cánh trái anh chị và các bạn đó là khu hẻm 46 thông ra bên đường Hồ Hảo Hớn cũng như Quỳnh Quang Tiên ngày xưa, ngay cặp bên hông cửa hàng Việt Đức nè.
Rồi chúng ta nhìn lại nhà thờ một lần nữa rồi mình sẽ đi một vòng tiếp tục hả? Chắc có lẽ cuối tuần thì mới đông, hoặc là ngày mai thì ánh đèn mới rực rỡ, nhưng mà rất tiếc là hôm nay trời lại mưa nữa rồi, và cuộc vui của chúng ta chỉ dừng lại sau khi cơn mưa này. Và trước mặt anh chị đó là con đường Võ Văn Kiệt cũng như là bến Trương Dương ngày xưa. Ở đây thì có một cô bán, cô cũ bán hủ tiếu chay rất nổi tiếng, và bây giờ chỉ còn lại mình cô cũ thôi. Đây là hẻm nước đá, hẻm 19 Trần Đình Xu. Và ngay khu vực này là hủ tiếu chay cô cũ nè. Sài Gòn mưa buồn ha. Tại vì mình đang chịu ảnh hưởng của bão đó. Bão bây giờ đi về hướng miền Tây rồi, hướng các tỉnh miền Tây. Mình chỉ ảnh hưởng thôi. Mấy ngày nay thì rất là nhiều gió. Trước là đèn đỏ. Hủ tiếu chay cô cũ nè. Nói chung vì dịch bệnh nên là ra cũng bán chậm, tất cả các ngành hàng đều bị ảnh hưởng hết. Và đây là bến Trương Dương. Nếu mình quẹo trái sẽ đi hầm Thủ Thiêm về quận 2 đó. Thì thấy bến Trương Dương lúc trời mưa nè, có những ánh đèn rất là đẹp, đèn đường với lại kèm theo những cái mặt đường đó, nó bóng bóng. Và đi thẳng hướng này mình sẽ đi về miền Tây luôn đó, thông qua con đường cao tốc Trung Lương, Sài Gòn Trung Lương. Rồi mình đi tiếp tục một đoạn nữa đến hẻm số 4 rồi kết thúc video clip ha. Trời mưa này thì mình ngồi ăn cái lẩu là lẩu lẩu cá hay là lẩu lẩu chua nha, lẩu thái nha. Trời, nghe nói mà chịu không nổi. Và dịch bệnh thì tình hình dịch bệnh ở Sài Gòn dạo này nói chung cũng ổn, không có ca nào lây nhiễm ngoài cộng đồng, nên thành ra việc đi lại cũng như sinh hoạt của bà con trong cái dịp Tết nói chung tạm ổn, và cầu mong cho cái dịch bệnh ở các nước hải ngoại nó sẽ sớm đi qua để người dân trở lại cuộc sống bình thường, và anh chị cũng có cái niềm vui vui gì đó với quê hương, với gia đình. Chứ bây giờ cứ tối ngày lo cách ly, lo học phòng, lo sợ thì cũng mệt mỏi ha. Đó, chúng ta quẹo vô hẻm hẻm số 4 nè. Đầu hẻm là quán cà phê, và sau này là ở phía sau này là có những dãy chung cư. Nhưng mà do cái sự xuống cấp của các chung cư ở đây, hôm bữa có sự cố sụt lún đó. Có một vài lô bị phải di dời, nên thành ra người dân ở đây cũng rất là mệt mỏi. Và mình đang đi trên hẻm 518 và cũng như là hẻm số 4 ngày xưa, 518 bến Trương Dương. Qua bên kia là hình như là hai đi một đoạn là số tiện quên tên hay quên số này luôn ạ, 390 thì phải.
chắc hồ này anh Danh thì cũng rất là rành rồi nè, vì hẻm nơi anh Danh ở mà. Và ngày xưa hẻm này bán rất là nhiều ốc, nổi tiếng là phố ốc hay chùa Phước Hải. Đúng rồi, hẻm 391, nói hẻm nói hẻm số 4 rất quen miệng, giờ số ngày nay quên luôn. Đây ở đầu đường có những quán mới sau này, quán cà phê rồi shop quần áo cho tin tin đó, giới trẻ không à. Hồi xưa mình đi con đường này là từ đầu tới cuối là quán ốc không à, mà ngày nay thì không còn quán ốc nữa, nó vẫn còn vài quán thôi chứ không phải là không còn, nhưng mà bán cũng rất là chậm. Quán ốc Tino nè, nó giờ nãy giờ như chỉ còn có một quán. Và thẳng bên kia là hẻm 258 Trần Hưng Đạo, và bên trong nó cũng có rất nhiều nhà xưa của anh chị mà hôm trước em cũng có đi bộ lang thang vô mấy dòng, và hôm nay chúng ta lại có dịp nhìn lại. Rồi chắc video clip ngày hôm nay xin được khép lại. Một số hình ảnh vòng vòng cầu kho, nhưng mà rất tiếc là hình ảnh của Noel nhà thờ nó tối quá, nên thành ra mình đi lòng vòng để nhìn thấy những khung cảnh của hàng xóm cũng như những cơn mưa bất chợt ở Sài Gòn trong mùa Noel này ha. Rồi chắc video clip xin được khép lại tại đây. Rất cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng Vinh Lâm TV. Nhân đây em cũng xin kính chúc toàn thể anh chị có một năm mới và an khang thịnh vượng, vạn sự như ý.